Tạm dừng nha cô bác, mình xương xương chút xíu thôi. Rồi bây giờ xin hỏi quý vị, còn một điểm nữa quý vị muốn đi không? Bây giờ còn cái chỗ Dồ Thiên Tế, cái chỗ đó là một trong năm non. Mình đi qua bên đó mình lội đằng dồ đặng khoảng chừng 10 phút đồng hồ nữa, rồi bắt đầu mình sẽ quay trở lại. Tính sao, đi nữa phải không? Rồi bây giờ mời quý vị, vậy mình đứng lên đi, mình cúng. Cúng rồi bắt đầu chúng ta lại đằng Dồ Thiên Tế. Qua Dồ Thiên Tế luôn. Đi luôn ha. Dạ. Cái này cũng còn hơi sớm, đi bển chút nữa mình về. Rồi bây giờ mình đi qua Dồ Thiên Tế quý vị ơi. Có chỗ hai ông hổ. Rồi đâu mình trở ra mình đi vào Thiên Tế. Đường này thì mình tới giờ mình thấy bụi phấn luôn dữ đó. Đây nè. Đây nè. Ở đây Dồ Thiên Tế mà không hiếm Dồ Thiên Tế. Tại sao? Ở đây là tên là Dồ Thiên Tế nhưng mà Thiên Tế đây còn rất là ít. À, chỉ còn một cái mấy cụm gì thôi. Ở đây là mình xin nhắc lại là ở chỗ này là quan ngự sử cái nơi mà thờ của ngài đó là chỗ Dồ Thiên Tế của núi Trắng nha quý vị. Điện vua Gia Long. Ngự đời bút tích lưu truyền mãi. Sử sách ghi tên giống Lạc Hồng. Quan ngự sử. Nói gì quan ngự sử là ở Tà Lên có chứng tích của ông đó. Quan ngự sử ngự đề bút tích lưu truyền mãi sử sách ghi tên giống Lạc Hồng. Đây là lưu niệm ngày 21 tháng 6 năm 2008 phó đoàn ấp Cầu Dây xã Thạnh Mỹ Tây huyện Châu Thành huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Mà hồi đó giờ chưa đi xuống hang hổ hả? Bây giờ mọi lần khó đi lắm, bây giờ ta làm gạch gì nơi gửi đi. Bắt đầu mình xuống hang hổ không vậy? Bây giờ là 3 giờ 54 phút là 4 giờ đó. Đây, là cái đường mình đi xuống hang hổ không vậy? Cái đường đi xuống gì đây? Ở đây cũng có cục đá đi ngang. Cũng giống như cái cổng trời vậy đó. Đây. Thấy không? Thấy cục đá đã không? Nhắc ngang đường 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 đường. Đây là hang Bạch Hổ. Ngày xưa là cái đường này không có, nó từ nó là nó chặt nha. Có nhiều hang là láng lừ luôn. Này thắp hương nó không thấy láng nữa. Cái hang này thì không có rộng bằng cái thang hang bên Điện Quỳnh Long. Nó tới đây cùng thôi. Còn Điện Quỳnh Long thì nó chỗ rồi luôn. Đấy à, nằm xuống bờ xuống. Nó không cái hang này nó không tới như là mấy hang kia. Nằm xuống luôn, bò xuống luôn. Bữa nay là rộng rồi đó, một lần là nằm sát bò không à. Đây. Rồi, giờ mình đu ra cái gì? Đây, Bạch Hổ. Ở phía trước là thờ mẹ Quán Âm. Rồi, phía trong nè, cái hang này cũng tương đối là gọn thôi. Giống như hang như điện bên Điện Quỳnh Long, Điện Quỳnh Long thì khó đi hơn đường này. Điện Quỳnh Long thì cái đường nó dốc mà nó chưa có được sửa như vậy. Này, hang Bạch Hổ núi Cấm. Cho nên ở đây muốn nói lên là trong tâm hồn của mình hãy gán có cái tình thương che chở khoan dung tha thứ và bảo vệ tất cả thì cái khổ nó quá thành cái vui. Còn nếu như ai sống mà chỉ biết lo cho mình, coi chừng nó đứt dây nửa đường quý vị. Thí dụ bây giờ lên chiếc xe ngồi, mấy bà già ngồi ở trước, mình nhường cho mấy bà già, mà mình có hai mấy tuổi, mình trẻ trẻ mà ngồi ở trước, mình lắng cái chỗ mấy bà già đó, có chừng chỗ này là nó đứt dây tơ đó nha. Mình lắng mấy bà già là đứt dây tơ. Còn vô ăn cơm mà mấy bà già không có ghế ngồi, mình ngồi để mấy bà đứng nha là đứt dây nữa. Đi xuống hang mà lắng nhau mà mình đi trước mà bỏ mấy bà già ở sau là cũng đứt dây luôn. Có nghĩa là mình phải biết thương yêu, kính trọng người trên và dạy dỗ kẻ dưới. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Vì thì cái phước đó là lời nói mình nói ra lành là có phước nè. Rồi mình thương yêu bảo vệ là phước nè. Rồi mình sống cho có tình có nghĩa là có phước. Giống như ông vua Gia Long vậy đó. Do cái phước đó mà dù cho cái hoàn cảnh đối khổ cách mấy đi nữa,
ông cũng được đấng bề trên che chở. Quý vị nghĩ đi, làm sao mà cái thanh đao mà chém được cái cục đá mà nó chẻ ra làm hai? Chỉ có chơn mạng thiên tử người ta mới nguyện được. Thì ở đây tuy mình là một cái người phàm phu, nhưng mà hàng ngày đó mình gán cố gắng, mình mót phước từ chút, từ tiếng, từ lời, từ giờ, từ khắc, lâu ngày mình sẽ được cái phước báo. Biết đâu đời sau cô bác mình sinh lên một kiếp đời nữa, mình được làm hoàng hậu có không chừng. Biết đâu mình làm công chúa, hay mình làm vua, hay hoặc là đi lên mình làm ông tiên, ông Phật cũng đâu biết được. Đó. Cho nên ở đây đó là Đức Thầy nói là đố ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh, ngày mai thảm sầu. Thì cuộc đời không ai biết được ngày mai. Quý vị mình được như thế này là hiện bây giờ mình đang có phước. Con nói sinh lên kiếp con người là cái phước lắm. Cái ống micro con cầm ở đây cũng là linh hồn. Cái bị đó là linh hồn. Cái điện thoại đó cũng là linh hồn. Và cái con vật này cũng là linh hồn. Nhưng mà do đây là cái nghiệp quá nặng mới đầu thai làm cái kiếp khổ sở. Còn mình bây giờ là được con người là mai muôn thở rồi. Cũng là do xưa đã có duyên lành. Bây giờ nếu biết tu hành, tức là sẽ được trở thành Phật tiên. À, thì thôi tới đây mình cũng xin tạm dừng nha cô bác. Mình sương sương chút xíu thôi. Rồi bây giờ xin hỏi quý vị, còn một điểm nữa quý vị muốn đi không? Bây giờ còn cái chỗ vô thiên tế. Tới đây mình bây giờ tới đây là cô bác muốn về hay là đi lại vô thiên tế nữa? Cái chỗ đó là một trong năm non. Mình đi qua bên đó mình lội đằng vô đằng khoảng chừng 10 phút đồng hồ nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ quay trở lại. Tính sao? Đi nữa phải không? Rồi bây giờ mời quý vị vậy mình đứng lên đi, mình cúng. Cúng rồi bắt đầu chúng ta lại đằng vô thiên tế. Cúng, cúng, cúng. Mời quý vị hướng lên phía trên này đi. Dạ. Rồi ai có nón thì mình lột nón xuống, ai có khăn lột khăn, vòng vàng để y. Chứ cúng mà lột vàng thì tội nghiệp với bà. Cúng mà mắc lột vàng khổ dữ à. Và mời quý vị hướng về phía trước tượng trưng cho Đức Phật kính lễ ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3, niên Giáp Thìn, tất cả chúng con hiện diện trước Điện Vua Gia Long, xin thành tâm cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam mưa hòa gió thuận, bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nguyện cầu cho tất cả chúng con trên bước đường du sơn được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, khi trở về nhà được dạy bớt quả căng, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, được kết duyên lành cùng Phật Pháp. Nguyện tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật, kính bốn xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Và chương trình cúng nguyện đã xong. Qua giờ thiên tế luôn. Đi luôn ha. Dạ. Cái này cũng còn hơi sớm, ly bỏ anh chút nữa mình về. Dạ. Thôi để anh quẩy. Không phải. Quẩy tới đâu nha. Tới đó. Lành đi mà. Sư phụ lên đường. Cái này không phải nha giữa.
Đây. Nó còn con hút bà liền hả? Tới đâu là con nước bà luôn. Rồi bây giờ mình đi qua giờ Thiên Tế quý vị ơi, có chỗ hai ông hổ mà hình như là mình không có xuống hai ông hổ rồi. Đây cho bên điện Vua Gia Lâm. Đây thanh đao là hai nè, hai thanh đao. Chỗ này là cái chỗ ông Vua Gia Long ngày xưa ông ẩn cư đây. Xưa lõi vô bạch thù. Ngay là mình tới đền vua rồi đó. Đại gia ơi, đại gia đi trước kìa, gấp bọc lại chỗ vô Thiên Tế nha. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Thánh kinh này đi nhanh quá, tiền hút cực lạc luôn. Trời, cảm ơn chú. Cảm ơn con. Có idol luôn. Rồi bây giờ đoàn mình đi cái gì tiếp tục mình lên đường. Cái gì vậy? Dạ không Ngọc. Đừng làm gì làm nha. Để ý anh rồi đó nha. Rồi đi chủ ơi, cảm ơn chị. Anh chúc đồng có nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Anh nói rõ ơi. Đi bé. Đi dở giờ anh rất quét mà thấy không? Anh muốn quét lộn không? Anh dở giờ con cao chút tuổi hả? Đang kiếm chuyện như nhỏ nè. Anh dở giờ con cao chút tuổi hả? Có đâu mà anh dở đến lớn hả? Bao nhiêu bệnh? Dạ. Bao hai 160 bán 100. Đâu có tiêu tiêu rồi. 300 là 180. 4 cậu. Hả? Không sao đâu anh, cái này nó sống dài lắm. Đâu, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Mà anh ý rồi, mấy cái cây mà mình cưng quá, mình tưới nước là bị úng là chết á. Thà nó khô mà nó không chết. Không mở rộng vậy đó. Dạ đúng rồi. Tại nó khô rồi. Nó chì quá chì. Dỡ cái giò lên quý vị ơi. Chứ đừng đi cái giò.
Đi em giảm dò cho được. Sao rồi? Em chưa? Cái cây bông nãy đó hả anh? Sao sao? Cái bông cái gì vậy? Hồng ngọc. Hồng ngọc hả? Tại ngày xưa là mình tưởng nó nhiều bông. Một lúc thì nó trở màu hồng phấn, còn lúc nó trở màu nó hơi đỏ. Nhưng mà nó tùy theo thời điểm, lúc non rồi lúc già nó khác. Cũng hồng ngọc không à. Rồi đó mình trở ra mình đi vào thiên tế đi. Đường này thì mình tới giờ anh thấy bụi phấn đâu dữ đó. Thì sức vừa hôi bỏ chơi người kìa. Cô chè, đứa chè. Đi trên gió đi. Dạ. Bông hoa tiêu. Cái 190-380. Đang một chậu hai một bọc hai chậu luôn cô. Dạ. Hai bọc bốn chậu luôn. Mà cái dạng này luôn loại là nó lớn nè. Có kia nó nhỏ chứ à. Này có bông rồi đó. Cắt bông. Trời ơi, bớt bớt ra lên lên. Cái đợt đi tà lan cái vậy cũng vậy đó. Nhảy xuống dính luôn. Nó tới cổng rồi giờ. Chặn bé lại. Cái bông nó màu đỏ ha đúng không? Chim, này chim điểu á. Mô Phật tôi à. Mô Phật cứ đứng té. Thầy chung lại đâu ạ? Thầy chung lại đâu ạ? Em cho em gửi cái. Em lội về bển. Em lội về bển luôn hả? Ê, về nhà hả? Dạ, về bên bên đây. Bên ban chỉ sự hả? Vậy thì em về trước thì anh một bơm bị rồi anh gửi này đây tí xíu anh ấy. Em đi xe về hả vậy? Ủa ai đi về? Ai đi về ban chỉ sự? Em đưa về ban chỉ sự trước anh. Bây giờ là có cái xe nào vậy? Bây giờ hai xe này hai kia nè. Bây giờ là hai cô về ban trị sự luôn. Không có. Là lên trên kia. Lên trên kia thì ở đây chờ đi, em đưa về cho anh sự ông về, em cứ tâm liền. Ai đi về ban trị sự? Cô về ban trị sự nè. Đây lên đây cô. Cô làm ơn cho cô gửi cái bọc này cô. Bỏ dài. Bỏ giùm em con. Cái gì? Cô bỏ trong chỗ vô nút cơm liền con đi chút giận lấy. Ở đâu? Cô bây giờ ban trị sự phải không? Dạ. Rồi cứ bỏ chỗ nút cơm đi rồi nóng việc. Dạ Hồng Ngọc. Rồi còn ai nữa không? Cái xe xử ban xử luôn cái. Cái nè xe nè. Xe nè. Ban xử hả? Đây là xe nè. Ngồi trước thì ngồi. Rồi lên luôn. Đây ngồi đây đi. Đây cô ngồi đây. Đây ngồi vậy. Cô đó. Anh đi luôn hay gì? Cô ban chỉ xử phải không? Rồi con rửa bọc này luôn đi. Cô bỏ chỗ nó cơm con nha. Hai cái đó chung đó. Đâu hai người qua đây chứ. Rồi tắt lên. Sao không đi nữa?
làm ơn chú gỡ con này. Cái gì? Này hả? À, chú kéo này chú gỡ đỏ luôn con. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục cái gì? Rồi hai chú cháu bây giờ ở xa cùng rồi nãy giờ. Ủa sao đi tới đây mấy người không chịu đi nữa ta? Ủa quá. Tùy duyên đi. Trời. Mỗi người có gì tới đâu rồi tính đó. Bắt buộc không được. Rồi con cảm ơn chú. Ở đây quá trời ha chú ha. Mình sống ở dưới sông nước quen ở trên này. Nó lệ thuộc. Bó buộc. Mình sống dưới quen lại này mình sống nó bó buộc thì sống nữa rồi. Mình thoải mái sống sông nước. Mấy khu này hằng ngày xưa cây không bây giờ người ta phá phá hoang quá trơn. Đây nè, tôi nói ông để ý nha. Năm nay mà nếu mà có trận mưa như năm rồi đấy ha. Dạ. Ông thấy cái cảnh đá này bắt đầu nó chuyển không coi nè. Vậy chứ chú đó, luôn á, nó không có gì giữ hết trơn mà. Đầu là đá chuyển hết trơn luôn đó, chuyển có thể là vỡ tung đó. Đó đã luôn. Cảnh báo nổ đá bay. Đá bay từ nơi đâu nhưng không lẽ ông gài mìn nó cho ông nổ được phải lớn. Phải không? Đó. Như bây giờ sáng mình anh em mình đi từ ở trên 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 chùa Bồng Lai xuống. Ừ. Anh thấy là những cái chỗ mà mấy bụi tre mạnh tông, mấy bụi tre cây cối này nọ giờ anh giờ đi kỹ đi. Không còn thằng nào dính nào nữa hết trơn. Phải không? Dạ đúng rồi. Đá nhờ đâu? Nhờ thân cây. Cây từ đâu? Từ lấy từ bộ rễ nó. Dạ thằng này nó câu cố kết với người kia, kia cố kết với người nọ. Bây giờ nó khô héo thon giòn hết rồi. Còn... nó teo hết rồi. Rồi nó buông tay ra cũng như anh leo lên kia, anh leo lên rồi anh như cái vừa anh leo rồi anh đứng có chỗ vững rồi đó. Lúc cái đường đi anh buông tay chứ đâu. Lúc cái đường đi lên đi xuống chú thấy mấy cái mà mỏm đá thiệt là cao bên hông đường đi không? Ừ. Hết hồn không? Hồn dữ không? Chú nhìn lên cái mỏm đá cao đó chú mới giật mình á. Rồi. Quá trời cây nó khô gan hết trơn luôn. Rồi năm nay là mình thấy cảnh chuyển đổi đó đó. Mà con đi hoài cũng không có thấy năm nào như năm nay quá trời chú. Khô gan khô khóc mà tới cây chết đứng luôn. Lít ông đít gì ạ? À? Bình Cần Thơ. Bình Cần Thơ hả? YouTube nè. Chú ở khu nào? Tôi ở gần nhà Tấm Phát hả? Tấm Phát hả? Ừ. Vậy là gần Bình Thạnh hả? Ở Trung An. À, Trung An Trung Nhất. Xe điện là ổng chết không? Gần chỗ chùa ông Hai Tập Pha đó. À. Ông giờ hoạt động sao chú? Đây. Con Hai Tầm Tha. Ông ở chùa, bảo thủ ở chùa. Thôi những cây này quý vị. Mình chắc hết những cái hình ảnh gì nè. Những cái cây nó thể hiện sự kiên cường, cô độc, mạnh mẽ. Dù thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào nhưng mà nó vẫn vươn mình lên nó sống. Oh. Đẹp quá. Để mình lên đây nha. Ê, có con mèo kìa. Con mèo màu trắng. Hay là con mèo màu đen. Rồi mình đi cũng đông lắm ạ. Đây rồi mình tới đây nha.
Ủa chú. Thấy chứ em qua đây. Mà con đi hoài cũng không có thấy năm nào như năm nay quá trời chú. Cô gan cô khóc mà tới cây chết đứng luôn. Lít ông lít gì ạ? Bình Cần Thơ. Bình Cần Thơ. YouTube nè. Chú ở khu nào? Tôi ở gần nhà Tấm Phát hả? Tấm Phát hả? Ừ. Vì là gần Bình Thạnh hả? Ở Trung An. Trung An Trung Nhất. Xe điện là ổng chết không? Gần chỗ chùa ông Hai Tập Pha đó. Ông giờ hoạt động sao chú? Đây. Con Hai Tập Pha. Ông ở chùa, đỏ thủ ở chùa. Vậy có mắc không, dính mắc gì không? Hả? Nếu mà ở vậy đâu có dính mắc gì không? Vậy hả? Để ngày mai đi lộn dắt với chị Trung Nguyên bệnh dễ đi hơn. Mời mình qua mình Trung Nguyên thông đức bệnh rồi. Thái Bình hả? Tắc quê hả? Rồi bà con mình ở đây nghỉ ngơi đây, chút đây là đồn y tế, là một trong cái con mà được cái thầy dạy cho giờ cũng năm con đó. Đây là năm non, đồn y tế là cái cũng là trong thuộc về trong cái năm non đó. Trên năm non đồng phụng rất tươi đó, miền bảy núi ngày sau bá quý đó. Ngay chỗ này là đi chỗ đi xuống. Vàng qua thời điểm 1, 2, 3, 4 đi chưa? Dạ quý vị, ở đây là dốc quá trời, trên thi công sơn này được năm non, mà đức thầy nói là trên năm non gồng phụng đốc tươi miền bảy núi ngày sau phá quý. Đây, cái đường đi xuống hả? Bảy núi là quý vị cũng bây giờ nó dễ đi lắm không như anh nó gì không hả? Con nó đi xuống chưa lần nào chưa? Chưa hả? Chạy đi chưa biết. Mà hồi đó giờ chưa đi xuống ham hổ hả? Bây giờ mỗi lần khó đi lắm, bây giờ ta làm gạch gì nơi dễ đi nè. Thôi bây giờ mình bắt đầu mình xuống ham hổ không quý vị. Bây giờ là 3 giờ 54 phút là 4 giờ đó. Ủa nhớ mà lần có đi với chú mà kỳ ta? Đi bên kia. Chứ hả? Đây là cái đường mình đi xuống hả ông hổ không quý vị? Mỗi lần hả là đi theo thăng theo đá đi không đó. Nó giống như xuống hả 23 chứ mà nó đứng. Bây giờ người ta làm nó hết trời dễ đi lắm. Nha. Đâu có khó đi đấy đâu. Giờ có tay vịn rồi rất là dễ đi luôn. Đụng đẹp trai. Ở đây thì có cái rồi chắc cất cái nhà ở đây nghỉ để nghỉ ngơi uống chút trà ở đây nè. Giờ mình tiếp tục mình đi xuống hang hổ nha. Cái đường đi xuống gì đây, ở đây cũng có cục đá đi ngang cũng giống như cái cổng trời vậy đó. Như thế nào thấy đẹp không? Chú Bình thôi. Chạy đi. Thấy không? Thấy đá không?
dắt ngang nó đường đi. Thôi là dễ đi lắm. Mà lần là thăng từ cục đi xuống không à. Nhìn ta cắt luôn cái nhà luôn rồi nè. Lúc xưa thì chỗ này không có cái nhà. Chào chú. Chú dân địa phương hả vậy chú? Không, vẫn đi hành hương gì. Ủa đi chú đi làm không? Đi Bình An à. À đi Bình An hả? Có thường ghé đây không? Dạ. Bên này cắt sửa được là dễ đi quá chú ha. Dạ. Làm sạch đẹp quá. Là chị ở trên chủ quán bỏ mới quét hay chứ? Bỏ mới quét. Cỏ mới quét mới cỏ đi lên rồi đó hả? Dạ. Dạ. Đây là hang Bạch Hổ. Nhưng mà lần cái hang này khó chung lắm. Bò là như cổng không à. Nhưng mà bây giờ sửa lại rộng lắm, dễ chung. Đấy cái gì? Ở phía trước là thờ mẹ Quán Âm. Và phía trong nè. Cái hang này cũng tương đối là gọn thôi. Giống như hang như điện bên điện Quỳnh Long. Điện Quỳnh Long thì khó đi hơn đường này. Điện Quỳnh Long thì cái đường nó dốc mà nó chưa có được sửa như vậy. Này, hang Bạch Hổ núi Cấm. Tạm hậu trắng ba vị chư thần hổ có đèn lát không? Dạ có. Bật lên. Chú Bình không có đèn cái không có đèn. Đây quý vị, đây là hang Bạch Hổ. Ngày xưa là cái đường này không có, nó từ nó là nó chặt nha. Đây lùi lùi chút đi. Chính cháu lại vô. Bật đèn tới chút rồi. Thứ sáng. Đây là hang Bạch Hổ, chứ Bạch Hổ ở trên nữa vậy. Bây giờ mình chung vô hang này ha. Bò sau lưng chút luôn ha. Dạ. Cho nó đủ sáng. À, ngày xưa là cái đường này bỏ bậy chú, nó dây đeo luôn rồi, nó lùi ra luôn đi, tại vì cái cục đi biên nó liền, nó liền dưới mái trời. Đây cái gì? Mọi người cũng thường xuyên tới đây để mà cúng viếng nè. Chết rồi, chết gì rồi? Bỏ này anh chú ơi. Con sao đi? Họ đưa hồi đó vô đây thì dơ nhiều lắm thành ra nó có mùi, bây giờ đỡ rồi. Đây ha, một bức tranh rồi bỏ vô luôn. Bây giờ thì sạch, bây giờ dọn sạch rồi lót gạch ở đây. Lúc xưa là toàn là đất không có gì. Đó, chỉ có bao nhiêu thôi. Là hồi đó ông ngự ở đây nè. Rồi, chưa. Nó phía trên khối nè. Có nhiều hang là láng lừ luôn. Này thắp hương không thấy láng nữa. Đó. Cái hang này thì không có rộng bằng cái thang hang bên Điện Quỳnh Long. Nó tới đây nó cùng thôi, còn Điện Quỳnh Long thì nó chỗ rồi luôn. Điện Quỳnh Long mình nấu cắm. Nè rồi. Rồi mình quay chứ ra. Có nhiều đó. Đâu? Biết là phải không? Đó, chúng mình đi kìa nè. Chưa lấy chạm hổ. Chưa không? Coi thử. Không có khúc hả? Dạ có khúc hả? Con khúc vô là ấy à, nằm xuống bò xuống.
mấy hàng cái hang này nó không coi như ăn mấy hàng kia, nằm xuống luôn, bỏ xuống luôn. Bữa nay là rộng rồi đó, mỗi lần là nằm sát bò không à. Bữa nay là rộng lắm rồi đó, với lót gạch chứ ngày xưa đất không. Ngày xưa vô là vô dơ cái bay dù dù á. Có hồng hổ ở trong vậy hả? À, ông vô đóng ngữ á. Dạ. Còn cái hang bên Quỳnh Lâm á là bên này chỗ và bên kia luôn. Vậy mai mình mới đi chứ. Nào mới đi. Rồi, giờ mình lùi ra cái gì. Đây, bạch hộ. Nào phía trên nữa. Đây, phía trên. Bữa nay sơn phết là tân trang rồi lại đẹp lắm. Quá đẹp. Nào bỏ đôi dép đâu mất tiêu ta. Đây là mẹ Quang Âm. Rồi xung quanh gái rồi mình đi xuống cái gì. Ở đây cây tre nó cũng cao lắm nha. Đây mà tre nó dương tới như này luôn rồi đó. Cái dịp này sâu mà chỗ này thì rác vẫn còn có rác. Vẫn còn khu này vẫn ghê. Ai mình đi trở lên. Con đi chú ơi. Dạ. Rồi mình qua bên hành bên này có gì đẹp không. Cũng cái điện nữa mà. Bên này người ta giếng lên đồ lên cúng nè. Để cây khô hết trơn ha. Cũng khá là sâu. Đây, đây. Mày đi lên đi đây. Mình đi, mỗi một lần đi lần khó. Mình đi rồi mình gắng tranh thủ mình đi cho nó tới sát bên này nó có xa đâu. Rồi đi lên. Mỗi lần đâu có tay vịn gì. Xuống từ luôn. Ừ, từ dây không à. Bệnh viện Quỳnh Long bệnh thì cũng chưa có được làm gì. Nó cũng đi đá mà nó dễ đi hơn cái cũ chỗ này. Đây, nhìn ở dưới nè. Đó, thấy không? Cũng khá là sâu á. Đây như cái đoàn thiện nguyện họ làm mạnh lắm quý vị. Chỗ nào mà cái đường khó đi là dù khó khăn gì họ cũng cố gắng làm. Như bển sợi dừa hội sân tiên đó. Họ cũng làm cái con đường đi xuống đó. Lên đi xuống. Đây là lưu niệm ngày 21 tháng 6 năm 2008, phó đoàn ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Chắc họ làm đường này nè. Đây, cái đường mình xuống này nha. Đây cái đường mình xuống nó dốc gì đây. Nam mô A Di Đà. Dạ đồng Nam mô A Di Đà. Dạ thưa tâm đức lại mời chúng ta xin tam xá cúng dỗ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mô đại chúng tôi đã có mặt. Mọi người đang cúng gì đây? Dạ buổi cúng nguyện đã xong. Rồi bây giờ mình đi chơi gì ơi.
Rồi, qua ngự sử. Ngự sử đề bút tích lưu truyền. Bút lưu truyền mãi. Sử sách ghi tên giống lạc hồng. Nói gì quan ngự sử là ở Tà Lơn có chứng tích của ông đó. Quan ngự sử. Ngự sử đề bút tích lưu truyền mãi. Ê, ngự đề bút tích lưu truyền mãi. Sử sách ghi tên giống lạc hồng. Ở đây là mình xin nhắc lại là ở chỗ này là quan ngự sử, cái nơi mà thờ của ngài đó là chỗ vô thuyên tế của núi Cấm nha quý vị, gần chỗ điện vua Gia Long. Ngự đề bút tích lưu truyền mãi, sử sách ghi tên giống lạc hồng, quan ngự sử. Như vậy ở nhà mình cũng vừa úp lại lên, vừa kịp lúc là hôm nay là cái mình vừa úp cái phần của quan ngự sử ở núi Tà Lơn, Cambodia. Thì hôm nay mình cũng vừa viếng quan ngự sử ở núi Cấm. Thì ở nhà mình cho hẹn giờ trước, bữa nay vừa úp lên. Để mình đi lên. Rồi sao rồi bé Trân? Sao nó tắt hoài á chú? Nó tắt rồi nó không quay không? Rồi đâu rồi? Nó làm gì hả? Nhiều. Nãy giờ con không biết luôn. Bấm nút bên hông, nguồn. Mà sao nó tắt hoài? Bấm. Chú mới thì nó tắt rồi đó. Nóng quá. Hết pin rồi. Nãy chú đưa con biết nhiêu không? 29 con nó rồi. Gỡ cái này gắn lại coi. Gỡ chú gắn lại coi. À, rồi gắn lại. Đi, gắn lại. Không gặn luôn mốt có cái mua máy làm biết rồi con nó chết chưa? Đó. Chi vậy? Là đang sạc hả? Nó đang sạc có nghĩa là bên nó đã sạc đầy là bắt đầu nó ngắt. Đúng không? Là nó hiểu chế độ ngắt hoài luôn. Rồi bây giờ mình phải gỡ vô chưa ra mình viêm lại sạc này con mốt cũng đầy ngắt luôn nè. Nãy quên chỉ. Tình cameraman chết rồi. Người ta cũng không quay luôn. Không có xài. Chú vừa đi xuống dưới tới là nó tắt liền. Có nghĩa là khi mà nó hết á là nó hiểu là cái máy này nó đã ngắt sạc rồi. Mình phải gỡ chui ra mình sạc nó lại, nó chết thì nó sạc vô nha. Tắt đi. Thôi mình đi về. Chưa mình không đi cũng biết. Đi chưa? Đi gì? Có đi chưa? Đi rồi. Đi rồi mà bây giờ cái đường đều ta sửa rồi. Không đi ra. Đẹp lắm. đi ra giờ diễn vào thiên tế. Có diễn chưa? Đâu. Ô, phải. Đây nè. Đây nè. Ở đây giờ thiên tế mà không diễn vào thiên tế. Là sao? Rồi. Đây giờ thiên tế nè quý vị, ở đây là hết thiên tế rồi, nó chỉ còn có mấy cây bên kia thôi. Đây quý vị, đây là giờ thiên tế ở núi Cấm và cạnh bên vua Gia Long. Đó. Ở đây là tên là giờ thiên tế nhưng mà thiên tế đây còn rất là ít. À, chỉ còn một có mấy cụm gì thôi. Rồi gốc thì là cũng gốc cổ thụ đó, nhưng mà còn có mấy cụm. Không có còn cây cổ thụ nữa đó, có nhiều đó thôi đó. Còn bên kia là khác biệt rồi. Còn cổ thiên tế ở bên vừa hội sân tiên thì tên sau này, nhưng mà bên đó là vẫn còn cây cổ thụ. Rồi mình qua đây mình đi về. Rồi mình đi về đó. Dưới nhiều rồi đó. Ở đây là sơn thần nè. Đó, sơn thần ở phía sau chỗ giờ thiên tế chỗ mà nơi cúng đó. Mình không có đi bọc ở bên kia. Đây nè.
ngày xưa ở đây là cỏ rác rồi dưới đó. Đó, cái tết trước đi về ta cúng xong ta đi về rồi, mình ở đây mình viếng hang hổ thì đi về hơi xa một tí xíu, nhưng mà mình được xuống viếng hang hổ tại vì mỗi lần đi tới đây nó cũng hy hữu lắm, tại vì có đoàn đi có đoàn không, tại họ đến đây á, họ đến đây thì thường thường là họ vô đường vua Gia Lâm cái đi về à, còn mình muốn đi viếng cũng đâu có kịp đâu, vì đoàn đó tới đó họ quanh trở về, họ đi điểm khác rồi mình không vô viếng được. Còn bây giờ thì ở đây vừa tới thì bên đoàn cúng thì mình tranh thủ mình xuống hang hổ. Nghe quéo, công trình đang thi công xong phận sự tấm giờ. Cái cửa này ngày xưa đó là đóng, mình đi cái bên hông tại phải đó, mình đi vô đó mình viết, bây giờ họ mở lên ra luôn. Ở đây thì cái quán, ở đây ấm nước đi lên đó, đoàn mình đi phía trước đó, ở đây người ta trồng tiêu. Ở phía trước mình là trước cửa nhà người ta thường thường để một cái thùng nước để cho mọi người có uống, có đi ngang khác thì múc uống. Ở đây thường thường là để nước từ thiện. Đây quý vị, ở phía sau mình, phía sau nè, còn cái đường này là mình đi lên chỗ chùa Phật Lớn. À, bây giờ tiếp tục mình đi, mình rời khỏi chỗ điện Bồ Thiên Tế, trở về hạ về vua Gia Long, và bắt đầu mình tiếp tục mình đi trở về ban trị sự xã An Hảo. Và có lẽ nếu mà cái nhóm ở nhà nó chịu đi thì chiều nay mình ra hồ Thanh Long. Hồ Thanh Long bữa nay chắc là nước rất là cạn luôn. Giờ này thì mình đi rất là mát, vừa mát vừa khuất nắng mà vừa có gió. Còn nhiều khi mình đi viếng sớm á, mình viếng sớm rồi cái tới giấc mà đi dở về trưa là nó chưa không nổi. Còn hồi nãy mình đi giấc đi thì nó có hơi nắng thiệt. Đây vườn dược liệu nè quý vị, vườn dược liệu công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang. Đó, bây giờ mình đi trở lên cái hướng bên này. Và cái góc ngã ba này đó là đây. Ôi, con lấy đẹp quá. Đó, cái góc ngã ba này là ngân hàng BIDV, Thiên Cấm Sơn, núi non xanh, tâm an lạc. Hồ Thành Long. Rồi mình đi trở lên tới đó là mình đi tới cái ban trị sự rồi đó, mình quẹo vào. Ban trị sự mình có thể mình đi ra hồ Thanh Long. Thanh Long mình quên. Đây mình thấy có cái bàn nè,
Để về vẫn về. Đây, cái khu dược liệu cái gì thấy rất là rộng. Bây giờ hầu như là bỏ hoang quá luôn, không có canh tác luôn. Và đây nó cái cổng mình đi vào rồi nè. Ở đây thì có bông giấy. Bông giấy là mình trồng rất là dễ luôn. Nếu mà mình trồng được mà nó tốt rồi đó ha. Nào quý vị thấy không? Khô cằn sỏi đá mà nó vẫn tươi, nó hoa rất là tươi luôn. Ban trị sự giáo hội Phật giáo phòng Đông y, ấp Thiên Tế, xã An Hảo, tỉnh Biên, tỉnh An Giang. À, Thiên Tế. Không phải là Thiên Tuế. Không có u gì. Đây. Ở đây là ba giáo hội Phật. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban trị sự giáo hội Trung ương. Ở dưới là ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo, thị xã tỉnh Biên, tỉnh An Giang. À. Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên. Một bên tay phải là quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Và ở trên kia là Phật giáo Hòa Hảo. Đó, đi lên. Đây, Phật giáo Hòa Hảo. Đây là ban trị sự Trung ương, Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo gì. Rồi, mình đi vào.